trường phổ thông cơ sở nội trú huyện Thanh Sơn, mọi hoạt động dạy và học vẫn được diễn ra như thường nhật. Nhưng thay vì không khí vui tươi của những ngày cuối năm, thì ở đây sự căng thẳng lại đang bao trùm toàn trường. Với thầy Thắng, dù đã công tác với ông Đinh Bằng My 4 năm, nhưng phải đến khi dư luận lên án, thầy mới biết hành vi thiếu chuẩn mực của đồng nghiệp. Sự lo lắng nhất của thầy Thắng lúc này là không biết liệu trong số các học sinh đang học trong trường, có bao nhiêu em đã từng bị ông My lạm dụng tình dục. Hiện nay sau khi sự việc xảy ra thì ban giám hiệu chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo và các cái bộ phận liên quan như là đội thiếu niên, rồi thì giáo viên chủ nhiệm phải quan tâm bám sát hơn các em hơn nữa để nắm bắt, kịp thời nắm bắt những cái diễn biến tư tưởng của các em, đặc biệt là có những cái việc là phải gần gũi và chia sẻ với các em nhiều hơn nữa để các em cảm thấy yên tâm hơn ở trong cái môi trường học tập này. Là trường nội trú nhưng thuộc huyện quản lý mà trực tiếp là phòng giáo dục huyện Thanh Sơn. Nhưng ngay cả lãnh đạo phòng này cũng tỏ ra ngỡ ngàng khi biết sự việc xảy ra. Chúng tôi cũng không nắm bắt được gì, qua dư luận cũng không nắm bắt được gì. Ở phía nhà trường và giáo viên rồi học sinh cũng không có phản ánh. Trong cái quá trình công tác thì thầy cũng không có cái đơn thư tố cáo gì liên quan đến cái nội dung này. Chỉ khi các cơ quan báo chí phanh phui sự việc, chỉ khi các nạn nhân dám lên tiếng tố cáo, người ta mới giật mình về đạo đức của một người giáo viên. Cùng với sự phẫn nộ, nhiều người cũng đặt ra vấn đề trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể khi trong một thời gian dài không thể phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội của ông My. Hay có chăng là sự bao che, xem nhẹ, thậm chí là bỏ qua hành vi phạm tội này để hậu quả ngày càng nghiêm trọng.